Một món chay đơn giản, hao cơm lắm quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị ha. Đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay tiếp tục với các món chay ngon, dễ làm. Thì Quỳnh Phương chia sẻ cho quý vị cách làm cá cơm chay từ hoa chuối đó, quý vị. Đó, bữa nay thì có món cá cơm chay chiên giòn, rất là giòn luôn ha. Rồi cái gia vị nó cũng vừa ăn nữa, mình ăn với cơm rất là ngon. Rồi cách làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp làm với Quỳnh Phương nha. Để làm cái món này á thì Quỳnh Phương chuẩn bị một cái bắp chuối. À, rồi bây giờ mình sẽ tách bỏ cái vỏ này ra để mình lấy những cái bông bên trong nè, giống như là cái nải chuối nhỏ nhỏ vậy quý vị. Đó, giờ mình phân tách từ từ lấy ra ha. Mình dùng nhiêu thì mình tách nhiêu. Đó, còn cái phần còn lại thì chúng ta có thể làm gỏi ăn cũng rất là ngon, hay là mình sắt để mình làm đồ bỏi á, mình ăn bún đồ cũng ngon nữa. Rồi giờ mình phân tách ở đây khoảng chắc 7-8 nải nhỏ nhỏ này nè. Rồi giờ mình phân sẽ tách nhiêu là được rồi ha. Tranh thủ lúc này thì mình sẽ chuẩn bị một cái thao nước. Thao nước này thì mình cho một xíu muối vô, là khoảng muỗng muối, rồi khoảng nửa chén giấm nhỏ nhỏ này đó, cho vào quậy lên. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu tách cái hoa chuối này ra nè. Nó sẽ có cái phần nhụy nó hơi cứng á đó, nên mình phải loại bỏ cái phần nhụy này. Và để cái hoa chuối trắng thì mình phải ngâm trong nè, ngâm trong cái phần nước muối với giấm nè, mình vừa tách mình vừa ngâm ha. Cái công đoạn này thì nó cũng hơi lâu xíu đó, là mình tách ra ha. Đó, những cái nhụy nào mà nó hơi đen đen á thì mình cũng tách bỏ luôn đó, giống như vậy nè. Thì mình phân sẽ tách luôn, tách bỏ cái nhụy, cái phần đen đen á thì tách luôn. Cái phần ngoài nó hơi to một xíu ha, còn ở trong á thì nó hơi nhỏ một xíu. Thì mình thích cái cá cơm chay của mình to hay nhỏ thì mình dùng cho nó phù hợp. Nè, nãy giờ mình phân tách cũng gần xong rồi nè. Rồi tách xong thì mình sẽ ngâm đây chút xíu cho nó ra cái phần mủ á, ngâm trong nước muối với giấm thì nó sẽ không có bị đen. Rồi giờ mình phân sẽ đem để ra một cái rổ như vậy, thì mình để cho nó chảy nước bớt nha, cho nó ráo nước á. Trong lúc này á thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chuẩn bị cái phần bột chiên. Thì mình sẽ chuẩn bị đây là 150g bột chiên ha. Rồi mình sẽ cho nước vào từ từ. Thì trên bao bì á mình sẽ cho cái lượng nước vào đúng như là trên bao bì, 150g nước, 150g bột. Thì mình phương cho 170g nước ha, 170ml. Thì mình cho vào từ từ, mình quậy đều để tránh quấn cục á. Quậy đều xong thì để một chút xíu, khoảng 5-10 phút á. Rồi mình bắt đầu mình đem đi chiên. Rồi, bây giờ mình sẽ chiên ngập dầu nha. Để nó giòn ngon thì Quỳnh Phương sẽ chiên ngập dầu cái phần hoa chuối này. Nè, mình để vô một ít lần một ít gì đó cho nó ngấm hết. Rồi đợi dầu sôi lên thì mình sẽ lấy ra để mình chiên, lấy từ từ nè. Nó để nó không dính với nhau, mình cho chịu khó mình cho từ cái vào. Nếu cái chảo rộng hơn thì mình cho vào mình tách ra được. Còn cái này Quỳnh Phương chiên cái chảo này nó cũng nhỏ để mình tiết kiệm dầu một xíu. Mình chiên ngập dầu á. Nên thì mình chiên từ từ. Đó, mình cho lần từ cái vào để nó không có bị dính lại với nhau.
Cứ vậy thì mình sẽ cho từ từ, mà đợi dầu sôi lên là nhớ hạ lửa xuống nha, để nó vàng nhanh quá mình sẽ chở không có kịp á. Rồi cứ vậy thì Quỳnh Phương sẽ cho từ từ vào luôn, một xíu thì mình cũng sẽ chiên nguyên một dề luôn cho quý vị xem. Nó rất là mau vàng, thì lửa bây giờ nó lớn á. Từ cái mẻ mình chiên thứ hai là mình nên hạ lửa nhỏ xuống nha, tránh để dầu nó quá nóng nó bốc khói lên á, mà chiên nó dễ bị cháy lắm. Rồi giờ mình Phương sẽ đem ra cái rổ nè, hoặc cái rây á, mình để cái giấy thấm dầu ở dưới cũng được để cho nó rút bớt dầu. Này là mình Phương chiên với cái lửa hơi nhỏ nhỏ một xíu đó, tại vì mới nãy dầu nó rất là nóng à, mình để lửa lớn nữa là mình sẽ chở bề không có kịp mấy cái phần này. Thì cứ vậy thì mình để lửa nhỏ thì mình chiên hơi lâu một xíu nha, nhưng mà được cái nó cũng vàng lắm, mình kiểm soát nó nhanh. Rồi giờ mình Phương cho hết ra cái rổ này, sau đó thì còn một ít phía sau á, mình Phương sẽ chiên một dề như vậy nè, nó mình cho vào mình xếp chồng chồng lên nhau á, rồi mình lấy ít bột mình để lên đó, thì nó sẽ dính lại với nhau, mình trang lên trên á. Rồi chiên xong rồi, giờ mình làm cái phần sốt nè. Phần sốt thì cũng đơn giản thôi, cho ít dầu vào, đợi dầu nó nóng lên thôi quý vị, mình chán cái chảo cho nó đều dầu đi. Sau đó thì quý vị chuẩn bị cho mình một ít sả nha, sả băm ít hơn một muỗng nha quý vị, cho nó thơm thơm. Rồi đợi cái phần sả nó thơm lên là bắt đầu mình cho gia vị vào, là hạ lửa nhỏ xuống, mình sẽ cho một muỗng nước tương, một muỗng nước mắm chay, tiếp theo là đường. Đường thì mình cho vào đây là 2 muỗng, và hạt nêm chay, thì cho vào đây nửa muỗng. Rồi giờ mình cứ quậy cho cái đường nó tan ra, cái hạt nêm á nó tan ra, để lửa nhỏ nó sôi lên xíu gì nè. Lúc này là Quỳnh Phương cũng đã tắt bếp rồi, sau đó thì mình cứ áo một lớp bên ngoài cái phần nguyên một cái dề nè, mình chiên nè đó, mình áo một lớp bên ngoài xong để riêng. Còn cái phần mà cá cơm hôm nay mình chiên á, cá cơm chay mình chiên á, mình cho vào hết luôn, thì mình sẽ xóc đều lên. Đó, mình xóc đều lên. Ai mà thích ăn cay cay á, thích cái hương vị của tiêu á, thì mình rắc một miếng tiêu lên trên rồi mình cũng xóc đều lên nha. Tiêu nó sẽ bám đều bên cá nè, cái lớp ngoài của cá. Rồi sau đó thì mình chuẩn bị một ít mè rang luôn ha, để nó hấp dẫn hơn, có mè rang nó thơm lắm. Đó, Quỳnh Phương sẽ cho nhiều mè rang xíu cũng được, mình cho lẳng ít gì đó, mình đảo lên, rồi mình cho thêm ít đảo lên thì nó sẽ đều hơn nha. Vậy là xong rồi đó quý vị. Giờ mình cứ dọn ra dĩa để ăn kèm với rau sống, mình cuốn bánh tráng cũng ngon nữa, giòn giòn ăn bún cũng ngon nữa. Rồi vậy là cơ bản thì Quỳnh Phương món ngon tại nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm, đã chia sẻ xong cho quý vị cách làm cá cơm chay chiên giòn từ hoa chuối rất là đơn giản luôn. Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.